Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Cross Cup đậm hơn với cái phiên bản cũ cool mà mình. Honda Cross Cup 50 và 110 vừa được bổ sung thêm cái màu sắc mới. Và bên cạnh đó là một cái phiên bản đặc biệt được hợp tác với một cái nhân vật lịch sử nổi tiếng cool mà mình. Cross Cup 50 và 110, cái phiên bản mới cũng có dòng là Honda Cup huyền thoại. Trước đó, cả hai mẫu xe này từng được xuất hiện lần đầu tiên với dàn lịch cơm xẹp tại cái triển lãm Tokyo Motor Show 2003 và chính thức được đưa vào sản xuất một năm sau đó. Mới đây, Honda tại trường Nhật Bản vừa giới thiệu thêm phiên bản hoàn toàn mới mang cái tên Kumamin dành cho hai mình Cross Cup 50 và 110. Cái chú gấu Kumamin là một cái linh vật chính thức của cái tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ra mắt vào năm 2010 cho một cái chiến dịch thu hút khách du lịch đến đây sau khi cái tàu điện ngầm UC Shinkansen mở cửa. Từ ký sĩ chú gấu là Kumamin là cực kỳ nổi tiếng và sẽ như những hình ảnh đại diện cho cái tỉnh Kumamoto. Sau mô hình trước đây thì chiếc Honda Cross Cup cái phiên bản Kumamin được làm mới, nhiều những chi tiết trên xe cũng được bổ sung thêm một cái chút màu đỏ và đen giống như cái chú gấu nổi tiếng của chính quyền cái tỉnh là Kumamoto. Cụ thể ba chi tiết nổi bật là cái ốp viện cụm đèn trước, hai bên dưới cái yên là cái màu đỏ, logo chrome tròn hình chú gấu Kumamoto, đặc trưng dưới cái ổ khóa xe và quyền cái chỉ màu đỏ trên yên xe. Bên cạnh đó, cái khung bảo vệ cái đèn trước cũng được làm hoàn toàn mới, niêm căm 3K sơn cái đèn, cái oppo kiểu mới hoàn toàn với cái cánh yếm nay được lộ bỏ để lộ nguyên khối động cơ của xe. Tuy nhiên, ngoài phiên bản Kumamin thì cái chiếc Cross Cup 50 và 110 lần này còn có thêm hai cái màu sắc độc quyền mới, lần lượt là cái xanh lá cây với cái trắng cổ điển. Và ở thị trường quê nhà, phiên bản Cross Cup 110 Kumamin khoảng là 3.100 USD, còn phiên bản Cross Cup 50 Kumamin rơi vào khoảng 2.700 USD. Cả hai màu sắc thông thường đi cùng của Cross Cup 50 có mức giá tương đương là 2.600 USD, còn phiên bản còn lại là 3.000 USD cho cái phiên bản Cross Cup 110. Về mặt thiết kế thì cái chiếc Cross Cup 50 và 110 mới vẫn giữ nguyên cái ngoại hình trước đó, khá giống với cái chiếc Cup City 110 từng được sản xuất vào hồi năm 1980. Xe có một thiết kế phần đầu với cái tay lái hình chữ U, cái cụm hồ được tách rời tay lái dạng nhô cao lên. Đây cũng là một điểm khác biệt so với những cái mẫu Super Cup thông thường. Sử dụng cho mình hệ thống cái giảm sóc trước, cái dạng ống lồng của hành trình ngược, cái giảm sóc hai lò xo. Cái hai bánh đều là phanh tăng trống. Một chi tiết thường thấy trên bản lực cúp là yên xe đơn được bọc da và kế đó là cái giá chở hàng. Bên dưới xe là một cái bộ vành an hoa mũ mình đi cùng với cái lớp gai với đường kính nhỏ. Chi cấp yên xe dựng mức là 765mm và cái khoảng sáng gầm 135mm. Cái cụm đèn pha tròn với hai xi nhan nhỏ ở hai bên nằm cước đặt gọn gàng trên khung đỡ và được tách rời với cái đồng hồ. Honda trang bị cho cái chiếc Cross Cup 110 là cái khối động cơ SOC xanh đơn, cái dung tích 109 mã khối, phun xăng điện tử, sinh ra công suất ra 8 lực, tại vòng tua là 7.500 phút, mô men sức đại 8.5 m, tại vòng tua 5.500 phút. Động cơ kết hợp cùng với một cái hộp số 4 cấp, dung tích bình xăng 4 lít và có thêm hệ thống khởi động cơ bằng điện. Ở phiên bản Cross Cup 50 thì có mức công suất rơi vào khoảng là 3.7 mã lực cùng với mô men xoắn là 3.8 m. Cảm ơn các bạn theo dõi video này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.